Hello, Duyên Thi xin mến chào đến tất cả các bạn. Hôm nay ra vườn thu hoạch củ cải trắng với củ dền đó các bạn. Mấy bữa nay trời nắng quá thì cây nó cũng héo hết rồi. Nhưng mà củ cải trắng và củ dền hôm nay nó rất là to luôn. Thì mình thu hoạch cũng khá nhiều hôm nay. Để mình dọn dẹp lại khu vườn để mình trồng mấy cái loại rau khác đó các bạn. Vì củ cải trắng và củ dền thì nó cũng tới tháng để mình thu hoạch rồi. Thì bây giờ có một số nó cũng ra bông cho nên mình giữ lại để mình làm hạt giống cho năm tới đó các bạn. Củ cải trắng bây giờ mình cầm cái củ thì thấy nó nặng đi nhiều hơn là lúc hồi trước mình thu hoạch các bạn. Vì mình để cũng mấy tháng rồi. Nhưng mà mình để nữa thì nó cũng sẽ không ngon. Vì mình nhổ như vậy thì mình ăn thì nó ngọt mà nó non hơn. Nó giòn rụm luôn các bạn. Mình nhổ nó bị đứt ngang luôn á. Mà tới tháng mình thu hoạch á, thì mình nhổ nó dễ hơn là lúc hồi xưa mình nhổ non á các bạn. Mình nhổ non thì cái gốc của nó bám ở dưới, cái rễ nó bám dưới đất. Mình nhổ nó hơi khó. Bây giờ thì mình nhổ nó dễ hơn. Các bạn thấy cái củ nó nhú lên nhiều quá chừng luôn ha. Nhìn thấy nó rõ là củ cải trắng luôn. Mình có trồng củ cà rốt nữa mà thấy lâu thu hoạch quá các bạn, năm tới mình không trồng củ cà rốt nữa mà mình thấy trồng củ cải trắng á, mình ăn được ngon nhiều mà mình thu hoạch nó nhanh nữa các bạn. Cho nên trồng củ cải trắng mình thấy dễ nhất luôn á. Lúc thu hoạch về rất là thích các bạn. Nhìn củ nào củ nấy nhìn thấy nó nặng mà nó tươi, nó ngon á, vô mình nấu súp hoặc là mình làm dưa chua mình ăn rất là ngon luôn. Thời tiết bên này mà lúc mà trời nắng các bạn mình đi ra ngoài á, là mình bị dị ứng ngứa mắt ngứa mũi lắm cho nên mấy bữa nay mình không có đi ra ngoài vườn. Hôm nay thì đỡ nắng một chút mình ra mình thu hoạch hết củ cải trắng luôn. Và vài bữa nữa thì mình xới đất lên mình sẽ trồng thêm mấy cái loại rau khác. Rau nó giòn quá nó bị đứt luôn các bạn, nó bị đứt cái cánh lá luôn á. Vào cái củ này nhìn thấy nó nặng lắm các bạn. Cái này các bạn thấy cái gốc của nó nhiều không? Cái rễ của nó ăn sâu dưới đất luôn á. Thu hoạch như vậy rất là thích các bạn. Lúc nhổ củ cải trắng nhìn thích lắm mà nó đẹp nữa, củ cải nó đẹp lắm. Các bạn thấy nó nhú lên không? Nhìn rất là dễ thương. Các bạn xem video của mình, nếu có thích nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha các bạn. Và xin các bạn nếu mà có đăng ký kênh xin vui lòng xem trên 5 phút hoặc là hết giùm mình và đăng ký giùm mình. Chứ đừng có đăng ký liền thì cái lượt xem sẽ bị hủy bỏ đó các bạn. Cái lượt đăng ký sẽ bị hủy bỏ đi thì rất là tiếc. Xin các bạn xem giùm mình trên 5 phút, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Củ cải trắng này mình ăn tốt lắm á các bạn, tốt cho sức khỏe lắm á. Mình hầm canh hoặc mình kho bất cứ đồ kho gì mình bỏ củ cải vô thì nó cũng thơm ngon và cũng dễ ăn nữa.
Hoặc là mình ngâm chua, ngâm với xì dầu cũng được. Hoặc mình làm kim chi, nói chung củ cải trắng rất là dễ ăn. Ở đây là hai củ cải trắng nè các bạn, nói chung một cái bụi luôn. Chứ hồi xưa chắc mình trồng hai cái cây cùng một lúc á. Nó bị đứt nữa nè các bạn, nó bị gãy ngang nè. Nó giòn quá luôn rồi. Quá chừng nhìn thấy thích luôn các bạn, cái củ cải gì nó to dễ sợ, nhìn nó nặng lắm. Mình cảm thấy nó nặng lắm các bạn. Bây giờ là đúng ngày là mình thu hoạch được rồi, mình để nữa thì nó sẽ không có ngon đâu. Các bạn thấy nhìn rất là thích không? Củ cải này vô nấu thì ăn rất là ngọt, tại vì mình mới qua hái ở ngoài vườn vào á. Mình để lâu ăn sẽ không ngon. Nhìn cái củ này nó nặng lắm các bạn, nó cũng to lắm nè. Không có gì quý bằng mình trồng mà rau củ quả ngoài vườn mà mình hái vào mình ăn thì rất là tuyệt vời các bạn. Cái vị nó ngọt mà nó ngon hơn, nó thơm lắm. Cho nên mình nhín chút xíu thời gian mình trồng mấy cái loại rau củ quả nhà mình ăn rất là tốt. Và bây giờ mình lại mình thu hoạch củ dền luôn nha các bạn. Các bạn thấy mấy bữa rày trời nắng quá cây nó cũng muốn héo hết. Mà củ dền nó cũng tới lúc để thu hoạch rồi. Bây giờ củ nó nhú lên rất là nhiều luôn. Bây giờ nhổ nó cũng dễ nha các bạn. Mấy bữa nay mình cũng có nhổ chưa để vô ăn mình nấu canh á, thì nó rất là ngọt luôn. Bây giờ nó chồi lên nhiều lắm, mình nhổ cũng dễ lắm. Hồi đó cái gốc nó còn ăn sâu ở dưới đất thì mình nhổ nó hơi cứng. Nhìn cái củ dền dễ thương quá ha các bạn, nó nhú lên nè. Đó mình nhìn thấy được cái củ luôn á. Mà phải công nhận là vô nấu ăn rất là ngọt các bạn, ngọt lắm luôn á. Mà nó giòn nó thơm nữa. Lúc thu hoạch như vậy rất là thích các bạn. Bây giờ nó lớn cỡ vậy thì nó chồi lên mặt đất như vậy đó các bạn, cái rễ nó chỉ bám xuống đất chút xíu thôi à. Đó, mình nhổ thế là dễ dàng luôn. Củ dền tươi ngon quá các bạn ha. Thì bây giờ mình đem lại đây và mình cầm vô để mình rửa và mình gọt vỏ. Mình chuẩn bị nấu nồi canh củ dền với củ cải trắng mình nấu với sườn sụn á các bạn. Ăn rất là ngon vì mình mới thu hoạch thì mình đem vô mình nấu liền nó rất là ngọt. Mình để vài hôm nữa thì sẽ không ngon, nó sẽ mất chất dinh dưỡng. Củ dền này thì mình cầm thì cũng thấy nặng, ruột nó đặc rất là ngon. Mấy lần trước mình cũng có nhổ vào mình nấu canh mình ăn. Thì cái độ giòn, cái ngọt nó rất là tuyệt vời luôn. Và củ cải trắng cũng vậy. Hôm nay mình chia sẻ, mình quay cho các bạn cùng xem mình thu hoạch củ cải trắng và củ dền ở khu vườn phía trước. Thì xin các bạn có thích nhớ đăng ký like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Xin chào tạm biệt các bạn.